Các bác thân mến, tiếp tục ở chương trình video clip lần này, em sẽ phối ghép và giới thiệu đến các bác về một bộ cấu hình nghe nhạc để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về bộ cấu hình này. Và trước mắt màn hình các bác thấy được, đây là một bộ cấu hình phối ghép gồm có 3 thiết bị audio rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đó là thương hiệu Pioneer, thương hiệu Sansui và thương hiệu Marzahn, để các bác có thể tham khảo nghiên cứu về bộ cấu hình này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và hôm nay thì các bác có thời gian, các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở Hà Nội để giao lưu mua sắm các thiết bị audio mà mình yêu thích. Trước hết thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer trước. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa Pioneer S933. Về cách thiết kế của dòng này thì các bác thấy rất là rõ, nó sử dụng một loa bát có đường kính là 32cm và nó sử dụng màng giấy, màng gợn sóng và nó sử dụng gân mút. Đây là dòng loa đem đến cái giải trầm của nó rất là trầm và ấm. Đấy, nghe âm thanh của nó rất là mềm mại. Ở phía trên thì nó sử dụng một loa trung đôm có đường kính khá là lớn. Cả vành loa thì lên tới là gần 20cm. Và trước mặt loa trung các bác thấy nó được bố trí một cái tấm e-cang kim loại thưa bảo vệ an toàn cho màng loa trung. Và các bác thấy về kiểu cách của nó thiết kế nhìn rất là bắt mắt về cái màng lưới bảo vệ loa trung này. Ở phía trên này nó sử dụng một loa chép điện, sử dụng hai pin tinh chỉnh và một lỗ thông hơi hình tròn được bố trí nằm ở phía trước. Cặp loa này thì nó có trọng lượng khá là nặng, lên tới là 31,5kg trên một chiếc. Đây là ở phía bên sườn này, trên nóc này. Đấy, còn đây là ở phía sau. Cặp loa này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có công suất là 100W trên một loa. Đây là cặp loa các bác nghe nhạc vàng thì rất là tuyệt vời rồi. Cặp loa này thì nó có chiều cao là 68 này, ngang là 39 và sâu là 37,8. Cặp loa với tình trạng rất là xuất sắc như thế này thì các bác thấy rất là mịn màng nhá, về góc cạnh không bị dập móp gì đâu. Màng loa, các tuyến loa, các gông loa các bác thấy vẫn còn sáng bóng như thế này, rất là mỹ mãn. Cặp loa này thì có mức giá là 28 triệu đồng. Ở video clip này thì các bác thấy thì em sử dụng một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Sansui của Nhật Bản, đó là chiếc âm ly Sansui AU Alpha 907. Nói đến dòng AU Alpha thì các bác thấy nó có rất nhiều đời, nhiều mẫu model khác nhau, từ những dòng 507 rồi là 607 cho tới 707 rồi là tới 907. Đối với dòng 907 này thì các bác thấy nó được cải tiến rất là nhiều so với những mẫu model trước. Thứ nhất, về công suất tiêu thụ điện nó lên tới là 400W và nó có công suất thổi ra loa là 180W đối với những dòng loa có trở kháng là 8 ohm. Đương nhiên, đối với cặp loa S933 này nó đánh rất là đơn giản rồi vì công suất của nó 100W trên một loa. Và dòng này riêng công suất thổi ra thì các bác thấy nó đã lên tới là 180W trên một kênh rồi. Cho nên thì các bác nghe nhạc các bác chỉ cần mở lên hướng khoảng 8 đến 9 giờ rồi thì các bác nghe rất là tuyệt vời rồi. Đây là chiếc âm ly các bác thấy nó sử dụng đánh hai cầu AB và A cộng B. Nếu như bác nào mà thích hát karaoke thì các bác có thể sử dụng một cặp loa, ví dụ như các bác có thể sử dụng những cặp loa Bose hay là những cặp loa mà chuyên hát có công suất vừa phải thì các bác có thể đấu sang cầu B. Và khi chúng ta mà nghe nhạc thì chúng ta có thể nghe cặp S933 này, và các bác muốn hát karaoke thì các bác ấn về cầu B. Đấy, và các bác thêm một chiếc vang như bộ mic nữa là các bác được một bộ hát karaoke rất là tuyệt vời. Và nếu như các bác nghe nhạc thì các bác lại bật về cầu A để chúng ta nghe cặp S933 này. Đây là một chiếc âm ly rất khủng các bác nhé, có trọng lượng lên tới là 28kg và sử dụng 16 con sò, rất đáng chơi cho các bác. Và chiếc âm ly này thì lại có mức giá rất là yêu thương, có mức giá là 16 triệu đồng. Một chiếc âm ly rất khủng của hãng Sansui, có công suất rất là lớn, đánh với nhiều các dòng loa khác nhau, đặc biệt là những dòng loa có công suất lớn. Sansui thì các bác biết nó đem đến tiếng của nó rất là trầm, ấm, kết hợp với những dòng loa của Pioneer này rất là tuyệt vời. Ở phía trên các bác nhìn thấy đây là một chiếc đầu CD đến từ thương hiệu Marzahn, đó là dòng model CD94. Chiếc đầu này thì có mức giá là 12 triệu đồng. Đối với dòng của Marzahn thì các bác nghe thấy tiếng của nó mềm dẻo, nghe âm thanh của nó rất là chi tiết, kết hợp với chiếc âm ly Sansui 90, xin lỗi các bác, kết hợp với chiếc âm ly Sansui AU Alpha 907, kết hợp với cặp loa này các bác nghe thấy tiếng của nó có độ trầm ấm và các bác nghe thấy tiếng của nó có cái độ dẻo. Đấy, nghe âm thanh của nó có gì đó rất là ấn tượng. Và cũng không làm vòng nữa, và sau đây thì em sẽ đi vào test âm chính thức để các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ 3 sản phẩm này.
Ngày xưa tôi có quên một người em gái nhỏ, tôi đang 16 mái tóc trầm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào, rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim non, đêm xuân qua cho nhau thấy nào nào. Rồi nhớ cho đời.